Xin chào mấy thánh, tên tôi là John Films. Đương nhiên chúng ta sẽ trở lại với Flippy Bottle Extreme. Hồi trước ta tới mạng 25 rồi, không biết có tới mạng 50 không nữa. Thử coi. Bắt đầu coi. Có thể là không. Tôi sẽ cho vô nhạc để mấy người nghe trong khi tôi chơi. Nếu muốn chơi, tôi sẽ để link ở dưới description. Yes, cool. Trời, cái này sao làm được đây? Cuối cùng chúng tôi khoảng mạng 40 quá. Còn cái đó mạng 50 đâu. Phải qua đó hả? Trời, cuối cùng
Chị tiếp rồi. Chuyện vui để kể nè. Sáng nay trên lớp tôi có mấy đứa mà vô lớp trễ nên phải hát bài Pan Pineapple Apple Pan luôn. Mắc cười lắm. Chắc tập này cũng sẽ lâu đấy. Đến mảnh 50 cũng sẽ lâu. 40 rồi, 10 mảnh nữa. Ủa sao chai nước ngày càng nhỏ đi vậy ta? Thứ 11. Yes, hai lần cùng một lúc luôn. Nữa.
Mày 50 rồi. Thế làm hai mày nữa coi có được không. Trời chắc để đuôi. Yeah. Mày có cái chai gì đây? Ờ, tự chơi này coi. Tao không thích chai nước này. Thích chai nước này hơn. Thôi chơi vậy cũng đủ rồi. Bye bye mọi người. Xin cảm ơn đã